Không không biết là có nhiều bạn làm YouTube đã liên hệ với bên mình chưa nhỉ chị nhỉ? Chưa. Lần đầu tiên. Trong suốt mấy chục năm, mấy chục nồi bánh chưng của mình thì đây là lần đầu tiên mà Nam chứng kiến một cái đại dịch đến với thế giới, nó gây một cái sự hoang mang, một cái sự chết chóc cũng như là nỗi hoảng sợ đến như vậy khắp mọi nơi luôn. Việt Nam của chúng ta thì cũng không ngoại lệ. Tưởng chừng là cái đợt dịch đầu tiên nó trôi qua một cách êm ả và Việt Nam chúng ta kiểm soát được rồi, thì bỗng dưng đùng một phát, một cái thông tin gây cho tất cả những cái người dân Việt Nam một nỗi hoang mang, đó chính là thành phố Đà Nẵng lại là một cái tâm dịch mới. Anh hay xem kênh Trung Suất. À, em cảm ơn anh. Dạ. Vào đây. Dạ. Ở đây ngồi đi. Vâng. Vâng. Các em ngồi đi. Nam ngồi trên đi. Dạ. Các em ngồi đây. Lại để ra các bác ạ, để giảm sự tiếp. Đây cái biển này anh làm kia rồi đang sao ở đây luôn thì. Ừ. Vâng. Đà Nẵng cũng là một cái thành phố mà có rất nhiều kỷ niệm với Hoàng Nam. Đầu tiên đó là một cái nơi mà Nam đã có rất nhiều những cái video clip khám phá, chinh phục. Rồi đấy, tôi phải chọn background là ánh đèn màu của cầu Thuận Phước, rất là đẹp đúng không? Thứ hai là đây cũng là một thành phố rất là hiện đại, văn minh và mình thực sự là có tình cảm với nó. Và cái điều cuối cùng là đầu năm vừa rồi thì có một người bạn Đà Nẵng mà cũng đã từng tham gia với Hoàng Nam một cái clip, thì bạn ấy đã gặp một cái tai nạn và bị mất. Do đó rất nhiều cái lý do như vậy đã khiến mình có một cái sự thôi thúc rằng là phải làm một cái điều gì đó khi cái thành phố này gặp hoạn nạn. Hiện nay của em thì là YouTube thì có hơn 2 triệu người theo dõi. Vâng. Còn trên Facebook thì có hơn 1 triệu. Vâng. Thì em cũng bình thường công việc của em cũng đi khắp nơi ở Việt Nam quảng bá du lịch với gặp gỡ bà con, rồi trong một số trường hợp thì em cũng giúp đỡ mọi người đó, thì cũng được khá nhiều người ủng hộ. Chắc hẳn là có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi rằng là tại sao Nam không đi trực tiếp để đến trực tiếp những cái người mà cần hỗ trợ, lại phải thông qua một cái đơn vị cơ quan của nhà nước như vậy. Thì Nam cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một cái đơn vị có uy tín và là cơ quan lớn nhất tiếp nhận hỗ trợ những cái trường hợp mà mình không thể đến được Đà Nẵng một cách trực tiếp. Do đó thì Nam đã liên hệ với bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thông qua họ sẽ gửi cái số tiền của Hoàng Nam đến với những người dân Đà Nẵng và những cái trường hợp mà thực sự cần giúp đỡ. Nhiều bạn đang thắc mắc rằng là vì đâu mà Nam có một cái số tiền lớn như vậy để mà đi quyên góp cho Đà Nẵng. Nam cũng chia sẻ luôn là đây không phải là tiền từ YouTube, mà cũng không phải là tiền đóng góp từ rất nhiều nguồn từ các bạn gửi về, mà đây là số tiền Nam làm được cách đây 2 năm trở về trước. Số tiền Nam đã rất là vất vả để đi theo một cái show truyền hình phát ở trên VTV suốt 2 năm trời thì Nam mới có được số tiền là 100 triệu. Tích góp lại thực sự là rất là vất vả để có được số tiền này. Do đó Nam nghĩ rằng khi mà mình hành động quyên cái số tiền đó trở thành một cái món quà từ thiện cho Đà Nẵng thì cái ý nghĩa của nó tăng lên rất là nhiều. Và để được có số tiền đó thì cũng nhờ rất nhiều các bạn thành viên của Challenge Me đã động viên Nam, đã tiếp sức cho Nam để có thể ngày hôm nay đến Mặt trận Tổ quốc để trao số tiền này. Thì thông qua clip này thì Nam cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn ở bên cạnh Nam và luôn ủng hộ Nam trong bất kỳ một cái hoàn cảnh, một cái trường hợp nào. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cười mỏi hết miệng mà quên ra đeo khẩu trang. Để ghi nhận cái sự tham gia ủng hộ của Nam thì trợ chung chị một cái thư cảm ơn. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ.
Thông thường thì in bằng giấy hồng. Nhưng mà để thể hiện cái sự hy vọng và cái tấm lòng này sẽ tiếp tục được lan tỏa nên in bằng giấy xanh. Dạ, em cảm ơn. Nam vừa mới hoàn thành cái công việc mình tự cho rằng là một cái cột mốc của cuộc đời mình. Hồi bé thì Nam cứ xem TV rồi đọc báo, thấy nhiều người có cái cảnh là trao quà với những cái tấm bảng ấy. Thì mình cũng nghĩ rằng trong đầu là không biết đến bao giờ mình mới có được cái một cái hình ảnh tương tự như thế. Và ngày hôm nay, sau rất là nhiều năm thì mình đã có được. Cái đó là nói vui thôi, nhưng mà Nam nghĩ rằng là cái đóng góp của mình cho đất nước, một cái trách nhiệm, dù nó là rất là nhỏ trong xã hội thôi, vì Nam biết có nhiều người còn tặng nhiều hơn nữa, nhưng mà đối với mình thì nó là một cột mốc rất là to lớn. Hy vọng rằng là các bạn khi mà xem cái clip này, chúng ta đều có được cái ý thức như vậy. Thì Nam nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái sức mạnh đoàn kết rất là lớn để đưa Việt Nam thoát khỏi cái cơn khủng hoảng về dịch bệnh này, và chúng ta sẽ giành thắng lợi không chỉ về dịch bệnh mà còn cả kinh tế nữa. Việt Nam chắc chắn sẽ vươn lên và sánh ngang với các cường quốc Nam Châu. Cố lên các bạn nhé, cố lên Đà Nẵng.